không? Vui mà. Anh vui không? Vui. Anh vui không? Vui. Đó, thôi vậy là được. Được. Đẹp ha. Chơi là phải hết mình. Một cái thôi. Một cái. Sau đây, con nào là con cấy? A, B, C hay D? Bắt đầu. Chạy, 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 chạy. Cẩn thận. Ổn không, ổn không? Anh vui không? Vui mà. Anh vui không? Anh vui. Anh vui không? Vui. Đó, thôi vậy là được. Được. Chơi là phải hết mình. Một cái thôi. Một cái. Chắc là D ạ. Ai mới nói chắc chắn là D ạ? Em. Tại sao? Vì là con cấy đặc điểm của nó là nó sẽ có màu đỏ. Nhưng cái mà càng màu cái đỏ. Càng màu đỏ. Nhưng mà ABC em thấy nhìn nó xem như màu đen ý, không có màu đỏ xíu nào. Thực ra là em du học ở đây 40 năm rồi. 40 năm? Em chưa thôi. Dạ con chào cô. Cô năm nay 60 tuổi hả cô? Nói thiệt với bạn nha, câu này nhiều khi á, người Việt Nam gặp còn hơi cứng cứng. Đây luôn. Đây, không biết nha. Như vậy đồng nghĩa với việc câu trả lời của nhóm Son và An là câu trả lời chính xác. Hai bạn. Họ nhà cua thì có rất rất là nhiều những cái con giống như vậy. Cúm, con cua, con còng, con ba khía nè. Khía. Đều là thân cứng. Thì cấy thuộc họ nhà cua có kích thước nhỏ như là cua đồng. Nhưng mà càng của cấy thì nó sẽ to hơn cua đồng. Và điểm đặc biệt nữa đó là càng của cấy màu đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Mình cũng sẽ chơi hết mình như an toàn. Trời, hồi hộp quá. Bây giờ xin mời hai nhóm bạn chúng ta sẽ tiếp tục nhìn về màn hình. Hãy hoàn thành bài đồng dao sau đây. Một con cua đua vô hang, hai cái càng và tám cái que. Hai con cua đua vô hang, chấm chấm cái càng, chấm chấm cái que. Bắt đầu. Đúng rồi. Bốn cam can ơi, có gì mùi sầu cái que. Một con cua đua vô hang, hai cái càng và tám cái que. Hai con cua đua vô hang, bốn cái càng, mười sáu cái que. Wow! Chúc mừng. Em biết không? Em biết. Em lấy con cua hai càng, em sẽ nhân đôi lên. Vì hai con cua thì sẽ là bốn cái càng và 16 cái que. Ủa sao câu gì nó dễ hiểu quá vậy? À. Mà sao nó logic quá, chẳng lẽ nó không có lắc léo gì hết. Cái cuối cùng suy ra nó vẫn là bốn cái càng, 16 cái que. Bài này là bài đồng dao, và đồng dao thường dành cho ai? Con nít thì nó phải dễ hiểu và nó phải đơn giản, hiểu không? Cái bài này mà cứ cho đếm hoài là mình đến cuối đời đó em. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một đoạn nhạc sau đây. Nghe đi rồi tính. Bắt đầu. Em đi mình ơi mỗi phương, duyên dáng môi cách lá ngàn phương. Cà Mau mặn thề Mau mới, về Cà Mau là cái nước em rồi. Trời ơi, chưa biết câu hỏi nữa mà. Chưa biết câu hỏi. Trước khi chúng ta lắng nghe câu hỏi thì thứ nhất là mình bình tĩnh. Mai mốt có bài hát, có câu hỏi về bài hát em phải để chị hát luôn. Dạ đồng ý nha. Ba sĩ hát. Dạ ba mẹ ơi, lần sau mà có bài hát để chị bu cá hát giùm con nhé. Ok. Xin cảm ơn ba mẹ. Câu hỏi như sau. Em đứng mình ơn một hướng, vậy mình ơn có nghĩa là gì? Bắt đầu. Mình ơn có nghĩa là một mình. Mình ơn có nghĩa là một mình. Em đứng mình ơn một hướng có nghĩa là em đứng một mình một hướng. Em đứng một mình một hướng là một câu trả lời. Chính xác. Yeah. An giỏi quá. Yeah. Mình không biết từ mình ơn hả? Không. Chưa nghe bao giờ. Son có biết cái chữ mình ơn này nè, là được đọc chạy từ tiếng Khmer. Dạ không à. Chữ mình ơn là được, là cái từ mượn của từ Khmer. À, wow. Bây giờ xin mời hai nhóm bạn chúng ta tiếp tục nhìn về màn hình. Trong 8 món ăn xuất hiện ngay sau đây, món ăn nào có xuất xứ đến từ miền Tây? Bắt đầu.
vậy? Em chắc chắn 100% là bún mắm. Cái cô này nè, cho mượn giấy chứng minh đây. Sao bay đi nồng sư và xón xoắn, nồng mát chặt và thịt lao. Rồi đúng rồi, rồi tên rồi đó, tên rồi, tên rồi, tên. Phương án mà các bạn chọn là bún mắm xuất phát từ miền Tây. Xuất xứ chứ sao xuất phát, em có đi đâu mà xuất phát. Em không có đi đâu nữa đâu. Và em xin được công bố bún mắm là một câu trả lời chính xác. Giỏi quá con ơi. Hãy hoàn thành câu ca dao tục ngữ sau đây. Chấm 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 xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Bắt đầu. Bắt đầu. Trời ơi, dễ dàng quá. Dễ thương. Dễ thương. Chết rồi, không biết. Con còi cống còn cái con cống cái cối, cái cối. Anh tự gợi ý luôn. Cái hành động này là gì? Dạ. Rồi ok, chúng ta đi ăn lòng, chúng ta có lòng non, lòng già, cái phần Trời ơi. Trời ơi, vậy tả tới vậy luôn hả? Chàng. Đúng rồi. Thôi dã chàng. Dã chàng xe cát biển đông đúng rồi. Dã chàng xe cát biển đông, nọc lòng mà chẳng nên công cần gì. Chết chết. Chúc mừng. Cảm ơn nhiều giúp. Chia nửa đấy, chia nửa. Rất là trân trọng. Ồ, dễ thương xin quá. Xin nhận của tại hạ một quên. Quá là tuyệt vời. Ví von cho những cái người mà mình làm những cái việc mà nó cao vời, nó cao siêu quá. Khả năng của mình thì nó chỉ tới đó và làm không được đến nơi đến chỗ, không thể nào hoàn thành được á. Hoặc là làm những cái việc vô ích. Vô ích. Nó không có ý nghĩa gì cả, mình mất thời gian vào nó. An đã giúp cho Yurabo trả lời được câu hỏi vừa rồi. Quá tuyệt vời. Hay quá. Chào mọi người, mình là Son, mình đến từ nước Lào. Mình tên là An. Chào mừng giấy chứng minh đây. Sao bay đi nồng sư và xón xoắn, nồng mát chặt và thịt Lào. Sao mà đó được. Rồi, đúng rồi, người Lào. Rồi, tên rồi đó, tên rồi. Tôi là Yurako Kumbali. Buồn cái can, mùi sau cái que. Chạy, chạy, chạy. Từ chị. Từ từ. Có những nguyên liệu bí mật rất là ghê sợ khủng khiếp, hoang mang bàng hoàng. Cái này nói nhỏ thôi, đừng có nói nhiều người nha. Đừng có nói rồi mất công mấy người khác không dám lại nhà. Không mà nói nhỏ nè, nói nhỏ nè. Anh tới giờ anh còn sống. Cái này chị muốn gói về cho chồng chị quá. Trời ơi, thương chồng chị ghê á. Chồng chị mê cái này lắm. Order liền. Con ơi con. Nấu một mình thì có được không? Anh xuống nấu cùng đó. Dạ dạ không sao ạ. Mình đổi nguyên loại gì nè? Nguyên loại thứ ba là mua hết công thức. Đúng ạ. Wow. Lần đầu tiên mua luôn công thức nấu ăn. Wow. Quá tuyệt vời. And I hope you will enjoy it today because we make it from our heart. Làm từ trái tim để cho mọi người ăn ngon miệng ạ. Đâu, trái tim em đâu? Cùng đón xem Nhóm Gia Tùy Tùng vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.